tới chỗ cái kệ gỗ lấy giùm chị có kẹp tóc ấy. Thả vân tay tụi chị ngay chỗ hũ bột. Một cái móng không biết va vô đâu mà đang thấy đau kinh trời. Cái móng chị ấn mạnh đau á, hai ngón cái luôn. Thấy nhiều mà anh chừng nhìn thấy ít kìa. Quay lo quay đi cắn kẹo nữa.
Nhưng cứ đứng y chỗ đây rồi xuống làm theo chứ. Thank you.